Alo, alo. Xin chào tất cả các nhà đầu tư, tôi tên Đức. Bây giờ là 9 giờ 10 phút ngày mùng 4 tháng 3 năm 2024. Thì như các bạn đã nhìn trong video này thì chúng ta đang ở trang cnbc.com và đây là biểu đồ của giá vàng. Thì giá vàng của chúng ta thì đã vừa vượt qua mốc là 2.100 đô. Đó. Và hiện tại thì nó đang dập dình quanh cái giá này và khối lượng thì cũng khá là đột biến. Vậy là giá vàng của chúng ta đã vượt qua được một mốc đó, đây 2.100, tăng 0,21%. Đó. Các bạn nhớ là đơn vị của giá vàng ở đây là đơn vị ao nhé, giá quốc tế mà. Đó. Thì đây là cái giá mà giá giao ngay. Thì bây giờ chúng ta đi qua một chút về cái quyền chọn. Ở đây mình tham khảo trên trang gmegroup.com. Đây là một sàn giao dịch. Thì ở đây chúng ta có các tháng, là tháng 3, tháng 4, tháng 5. Đây là tháng 6 nhỉ, gọi là tháng 8, tháng 10, tháng 12, và sang năm 2025 thì đây là tháng 2. Thì ở đây của chúng ta là option, là quyền chọn nhé. Ở bên nước ngoài thì chúng ta có thể dùng quyền chọn mua hoặc quyền chọn bán, và cái này ở Việt Nam không áp dụng. Nó đơn giản như thế này: các bạn đánh quyền chọn mua thì các bạn hy vọng là thị trường lên, và các bạn đánh quyền chọn bán thì hy vọng thị trường xuống. Thì ở đây chúng ta sẽ quan tâm đến có cái đó là cái nát này. Nát này nó giống như cái gọi là cái kết thúc phiên giao dịch của hôm trước ấy. Nát, các bạn cứ dịch theo nghĩa tiếng Anh ấy. Và volume này, khối lượng này. Đó. Thì các bạn để ý là chúng ta đang ở cái thời gian là tháng 3 đúng không ạ? Thì đó, ở đây thì giá vàng đang là 2085.4, và đây nó đó là cái giá kết thúc phiên nhé. Đó, kết thúc một ngày đấy. Thì quyền chọn của tháng 4 của đó là lên đến 2.095 đô nhé, trên A. Đó. Các bạn nhìn thấy này, tháng 5 thì nó là người ta đánh cược nó là lên 2.104 này. 8 thì lên 2.134 đô này. Và một năm sau thì người ta đặt đặt cược rằng giá vàng sẽ tăng thêm 100 đô. Đó. Ở đây khối lượng là 108 hợp đồng nhé. Volume này. Đó. Thế thông qua cái option này thì chúng ta sẽ có một cái gọi là cái view tương lai. Đó. Thì chúng ta sẽ ở đây chúng ta đã biết là có 108 sự đặt cược là giá vàng sẽ là tăng lên 2.186 đô trên ao. Và hiện tại thì giá vàng đang là 2.100 đô. Đó. Thì đây là một cách để các bạn dự báo giá trong tương lai. Cái này thì đây là cái cách để chúng ta dự đoán giá dầu, giá vàng. Đó. Nói chung là các hàng future thì chúng ta phải sử dụng cái quyền chọn này để chúng ta xác định được cái xu hướng của nó trong tương lai. Còn tính được giá chính xác thì rất là khó. Đây các bạn để ý nhé. Ví dụ như là ở đây người ta sẽ có tầm nhìn bạn. Bây giờ đang thả tháng 3 đúng không Đây này, đây. June 2024 này, đã khối lượng là 5.800 đó. Thì ở đây người ta đặt cược là đến tháng 6 này là 5.800 đó.
thì người ta đặt cược nó là hạ giá vàng lên 2.115 đô, và cái giá quyền chọn này nó sẽ thay đổi theo theo ngày nhé, dựa vào diễn biến của giá giao ngay và nó và tình hình kinh tế thế giới nó như thế nào. Thì như lúc đầu thì chúng ta trong đầu video thì chúng ta để ý là giá vàng nó đang là 2.100 rồi. Ok, thì đây là cái giá vàng mà Liên biết trên trang web của SDC, thì hiện tại nó là mua là 78,4 triệu và bán là 80,4 triệu bằng SDC 1N, 10N và 1 kg đó. Thì các bạn để ý là cái giờ cập nhật của nó là 4 giờ 32 phút 34 giây giờ buổi chiều nhé. Và đây người ta ghi là giá vàng thế giới là 1.993 đô trên ounce. Đó. Thì ở đây người ta không nói rõ là họ tính theo giá theo theo kiểu gì. Thì với cái xu hướng giá thế giới tối nay tăng như thế này thì ngày mai thì giá vàng trong nước sẽ tiếp tục lại tăng thôi. Và các bạn nhớ là ở Việt Nam thì ngân hàng nhà nước sẽ độc quyền nhập khẩu vàng, đúng không ạ? Nhưng mà để nhập khẩu được vàng ấy thì chúng ta cần phải dùng đô la, mà thì trong trong khi đó thì trong một số các bài báo đã viết chiều nay thì cái giá tỷ giá USD trên Việt Nam ấy đồng mà chợ đen là lên 25.600 một đô ăn gần ít tiền. Thì cái giá nếu mà chúng ta sẽ quy đổi từ giá quốc tế này sang giá Việt Nam và các bạn phải nhân cả tỷ giá nữa lên, thế nên là sẽ có sự gọi là mức tăng kép ở đây. Giá quốc tế tăng là một, đúng không ạ? Giá tỷ giá tăng sẽ là hai. Điều này sẽ kích thích giá vàng sẽ tiếp tục tăng mạnh cho ngày mai. Điều này thì cũng phản ánh đó là cái tình hình bất ổn của thế giới, hay là cuộc chiến tranh Nga Ukraine, tình hình căng thẳng ở Trung Đông đó. Và một điều nữa là giá vàng này là do các ngân hàng trung ương người ta mua là chính, đó là tàng các lực mua và là lực các lực mua to nhất của thế giới người ta mua rồi. Thế nên cái giá vàng này rất là chuẩn và không một tổ chức nào để thao túng được cái giá vàng cả. Đó. Cái giá vàng lên thì các bạn coi chừng, đó là báo hiệu cho một nền kinh tế khó khăn. Ok, video của mình đến đây là hết. Tân Á chào tạm biệt các bạn.